Được chưa? Xin chào tất cả mọi người, chúng ta lại gặp nhau trong buổi livestream hàng tuần của siêu thị xe máy Hoàng Kiên. Và hôm nay mình và anh Huy sẽ đại diện cho siêu thị xe máy Hoàng Kiên để giới thiệu đến các bạn những dòng xe mới về cũng như là giảm giá cho các bạn. Thì các bạn có những cái nhu cầu gì về xe máy này, các loại xe gì này, đời nào, biển như thế nào, màu sắc ra sao thì mọi người hãy cứ comment nhiệt tình lên, mình và anh Huy sẽ tư vấn cho các bạn những cái chiếc xe tốt nhất nhé. Và như thường lệ thì hôm nay mình và anh Huy đang đứng ở cơ sở số 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, là nơi mà để những cái dòng xe tay ga cao cấp và cũng là trụ sở chính của siêu thị xe máy Hoàng Kiên. Thì anh Huy có thể giới thiệu đôi chút về bản thân trước khi mình vào giới thiệu và sale giảm giá xe được không ạ? Xin chào các bạn nhé, hiện tại mình đang có mặt tại địa chỉ 52 Chùa Hà, Cầu Giấy. Hôm nay là ngày cuối tuần thì cũng xin trước tiên thì cũng xin chúc cho cả nhà có một buổi chiều thật là vui vẻ nhé. Thì hôm nay mình và Lê Chi sẽ cùng lên đây, chúng ta sẽ cùng giao lưu về xe máy nhé. Thì nếu bạn nào đang có những câu hỏi nào về xe máy thì các bạn cứ comment bên dưới nhé. Hôm nay thì mình và Chi sẽ đi giải đáp cho các bạn. Thì hiện tại thì mình đang có mặt tại địa chỉ là 52 Chùa Hà, Cầu Giấy. Bên này mình đang để các dòng xe SH này, các dòng xe Liberty, các dòng xe Vespa rất là nhiều. Đấy thì hiện tại thì mình cũng thấy có một lần xem đầu tiên rồi. Thì bạn nào mà đang có, xin chào bạn Nguyễn Ngọc Lâm nhé. Xin chào NTC Sơn. Và xin chào 12 bạn đang xem. Thì có bạn nào mà đang có câu hỏi nào thì các bạn cứ comment bên dưới nhé. Thì sau ngay sau đây thì mình và Lê Chi sẽ cùng cho các bạn đi xem xe. Vâng, thì hiện tại thì mình và anh Huy là đang ở nơi mà để những cái dòng xe tay ga cao cấp như là SH này, SH1 này, Liberty và Vespa LX. Và các bạn hãy đừng quên là tất cả các xe máy của bên mình khi mà đã lên sàn thì là đã qua rất nhiều khâu kiểm định ạ. Đầu tiên là giám đốc Hoàng Trung Kiên đã phải chọn lọc xe đầu vào này, sau đó thì bảo dưỡng lại và kiểm tra, sau đó thì mới cho xe lên sàn và bày bán ạ. Thế nên là các bạn về chất lượng cũng như là dịch vụ của bên mình thì các bạn hãy cứ yên tâm hoàn toàn nhé. Bây giờ thì anh Huy xin phép mọi người là anh Huy sẽ giới thiệu đôi chút về dòng xe SH nhé. Trước khi vào thì mình thấy là có bạn đạt giàn giáo là bạn đặt câu hỏi đầu tiên rồi. Thì bạn có muốn hỏi là xe Everest 2015 bây giờ thì giá bao nhiêu ạ? Xin chào bạn đạt giàn giáo nhé. Thì đối với Everest đời 2015 thì bên mình tùy theo chất lượng xe và cũng như là biển số. Thì hôm nay mình sẽ trả lời bạn đạt giàn giáo là đối với biển Hà Nội nhé. Thì bên mình đang bán dao động giá rơi vào khoảng tầm từ 26 triệu đến khoảng tầm 30 triệu nhé, tùy theo chất lượng xe. Đặc biệt là bên mình với nói với bạn đạt giàn giáo là có bên mình đang có hiện tại một đang có một chiếc xe màu đỏ đen biển số 29G đấy. Thì chiếc đấy còn rất là tốt thì bên mình để cho bạn đạt giàn giáo là 28 triệu 800 nhá. Nếu mà đạt giàn giáo ưng thì có thể qua xem chiếc xe đấy nhá. Thì ngay sau đây thôi thì mình sẽ báo bên bộ phận online sẽ gửi cho bạn đạt giàn giáo xem link của A xe Ablet bên mình nhá. Thì bạn đạt giàn giáo để ý biển 29G thì tí nữa mình sẽ sang 162 mình sẽ quay trực tiếp chiếc xe đấy cho bạn đạt giàn giáo xem nhá. Đời 2015 nhá. Xin chào bạn Soát Vũ Trung, xin chào bạn Quang Hiền nhá. Xin chào 22 người đang xem. Bây giờ anh Huy có thể giới thiệu đôi chút về dòng xe mà rất là nhiều bạn quan tâm là Honda SH không ạ? Về những cái chiếc xe mới về hay là từ tầm giá bao nhiêu là mình có thể sở hữu được một chiếc xe SH rồi anh nhỉ? Xin chào các bạn, thì đối với dòng xe SH thì hiện tại bên mình mới về rất là nhiều các dòng từ đời 2017, 2018, 2019, 2020. Đấy, đặc biệt là có những cái chiếc xe 2021 nữa. Thì đối với dòng SH ấy, thì để mà giá hợp lý nhất thì mình có thể mua được bao dao động bắt đầu từ giá từ khoảng tầm 46 triệu trở lên nhé. Đối với đời hàng tầm 2012, 2013 các bạn nhé, 1225cc đối với biển Hà Nội nhé. Xin chào Hoài Anh nhé. Còn đối với cái dòng xe từ 2015, 16 ấy, dòng xe khóa thông minh ấy, thì nó sẽ dao động khoảng tầm từ 52 đến khoảng tầm 55 triệu nhé. Đối với dòng 125. Còn đối với dòng từ 2017 đến 2019 nhá, thì hiện tại thị trường đang rất là hot đối với dòng xe form dáng SH từ 2017 đến 2019 thì sẽ dao động rơi vào khoảng tầm từ 73 triệu đến khoảng tầm hơn 100 các bạn nhá, tùy theo chất lượng xe và phiên bản nhá. Đấy, còn đối với dòng SH của 2020 2021 ấy thì thị trường hiện tại cũng đang rất là hợp lý thôi, chỉ dao động khoảng rơi vào khoảng tầm từ 75 đến khoảng tầm 100 các bạn nhá. Đấy là đối với dòng SH 2020 2021 thì hiện tại giá đang rất là hợp lý nhá. Thế thì còn ngay sau đây thì mình sẽ quay bạn xem một vài chiếc xe bên mình mới về nhá. Thì mình cũng giới thiệu qua các bạn một chiếc xe bên mình đang mới về này, chiếc xe SH đời 2018 này. Biển số là 29E2-42319 nhá. Chiếc màu trắng này rất là đẹp, đời 2018 bên mình mới về thôi. Giá bên mình đang niêm yết trên website của là 82 triệu nhá. Đấy, còn nếu bạn nào ưng chiếc xe này thì có thể qua bên mình xem và mình sẽ để giá tốt nhất cho bạn là 80.500 các bạn nhá. 80.500 là mình sẽ sở hữu được một chiếc xe form rất là hot trên thị trường hiện tại rồi nhá, là đời form 2018 phiên bản 125 nhá. Phanh CVS. Đấy. Còn đặc biệt nữa thì mình sẽ giới thiệu qua một chiếc xe SH1 này.
qua chiếc xe đấy xong rồi cho em mốt mình mới về phiên bản 2019 biển số tỉnh nhá, giá rất là hợp lý thôi, bên mình đang niêm yết là trên website là 48 triệu. Đấy còn để cho các bạn là 468 các bạn nhá, 46.800.000 là mình có thể sở hữu được một chiếc xe S1 phiên bản 2019 phanh CBS nhá, màu đỏ rất là đẹp nhá, còn rất là mới các bạn ạ. Đây là chiếc xe S1 đời 2019 nhá, sản xuất năm 2019 luôn. Đấy thì bạn nào đang cần S1 thì có thể qua xem chiếc xe này nhá. Đấy thì chiếc xe có bạn nào đang vâng cũng có nhiều bạn đặt câu hỏi với bạn Hoài Anh. Xin chào bạn Khánh Toàn, Sơn Tùng, Sĩ Huy Nguyễn nhá. Hoài Anh có hỏi là xe Lít đời 2011 thì giá khoảng bao nhiêu ạ? À, xin chào Hoài Anh nhá. Thì đối với Lít đời 2011 thì bên mình cũng hiện tại cũng có đang còn xe đấy. Thì Hoài Anh ạ, bên mình sẽ dao động rơi vào khoảng tầm từ 12 đến khoảng tầm 16 triệu bạn Hoài Anh nhá. Đặc biệt có những chiếc xe nào chất lượng tốt hẳn đấy thì có thể dao động khoảng tầm từ 16 đến 17 triệu nhá. Vì hôm nọ mình có một chiếc xe màu trắng đấy, mình mới bán rồi. Thì khoảng tầm 16.800.000 bạn ạ, rất là mới nhá. Mình cũng có đăng lên trên website rồi đấy, nhưng mà mình mới bán rồi, thì có chiếc nào mà mới về thì mình sẽ gửi ảnh cho bạn Hoài Anh xem luôn nhé. Vâng, có bạn Sơn Tùng hỏi về SH125 ạ, giá. Xin chào Sơn Tùng nhé, không biết là Sơn Tùng đang muốn hỏi SH125 đời nào nhỉ? Thì mình sẽ đi vào chi tiết, mình sẽ cho bạn Sơn Tùng tham khảo nhé. Bạn Sơn Tùng ơi, thì Sơn Tùng có thể vào website xemayhoangkien.com để xem chi tiết về dòng xe SH nhé. Vào thang Honda và chọn SH thì bên mình sẽ có để hình ảnh và giá chi tiết của xe ở trên đó ạ. Bạn Lê Minh Hiếu, xin chào Lê Mông Minh Hiếu, xin chào bạn Hoàn, xin chào Bảo Phong nhé. Tiếp theo thì một dòng xe nữa cũng khá là thời trang ở bên mình là dòng xe Liberty. Ở đây thì anh Huy giới thiệu qua một chút về dòng xe Liberty này nhé. Xin chào các bạn nhé, đây trước mặt mình là một chiếc xe Liberty đời IE đời 2011 các bạn này, màu trắng này. Thì hiện tại thị trường Liberty thì cũng rất là hợp lý thôi, chỉ dao động khoảng tầm từ 15 đến khoảng tầm 17 triệu các bạn nhé. Đây là đối với dòng IE. Đây là tùy theo chất lượng xe các bạn nhé, bên mình sẽ có bảo hành máy móc cho các bạn là 1 năm. Đấy AQ 7 6 tháng nhé. Đây là về đối với dòng Liberty IE bên mình. Còn bên cạnh đây là có chiếc xe Spin đời 2020 các bạn này, phiên bản phanh ABS nhé, đèn LED rồi phiên bản đặc biệt rất là đẹp, màu xi măng này, màu mới các bạn nhé. Đấy bên mình đang niêm yết rơi vào khoảng tầm 64 triệu nhé. Các bạn đến thì mình có thể bớt được bạn chỉ còn loanh quanh khoảng tầm 62 các bạn nhé, thì có thể sở hữu chiếc xe này rồi nhé. Chiếc xe này còn rất là mới, biển số 19G1 nhé, 42239. Đây là đối với dòng xe Spin bên mình. Đấy. Còn bên cạnh đây là có những dòng xe Vespa Premia này. Đấy, các dòng xe Liberty đây, Liberty này mình Liberty 3V này. Đấy, cũng rất là còn rất là nhiều. Liberty 3V yeah. Có một bạn Lê Minh Hiếu ạ. Lê Minh Hiếu có hỏi là Airblade đời 2020 thì khoảng tầm bao nhiêu anh ơi? Xin chào Lê Minh Hiếu nhá. Đối với Blade đời 2020 thì bên mình sẽ tùy theo phiên bản, vì tất cả đời 2020 thì nó rất là nhiều phiên bản. Bạn Hiếu ạ, Hiếu thì sẽ có bản 125 và bản 450 nhá. Thì đối với bản 125 thì nó sẽ phân ra nhiều màu nữa cơ. Thì tùy theo là đối với phiên bản bình thường, màu bình thường nhá, thì bên mình sẽ, nếu mà đối với biển số tỉnh, không biết là Hiếu muốn hỏi biển tỉnh hay biển Hà Nội. Vì biển Hà Nội nó sẽ chênh với biển tỉnh lanh quanh khoảng tầm từ 4 đến 5 triệu bạn Hiếu nhá. Thì đối với biển Hà Nội thì mình sẽ báo giá cho bạn Hiếu, biển Hà Nội rơi lanh quanh rơi vào khoảng tầm từ 35 đến 38 triệu tùy theo chất lượng xe bạn Hiếu nhá. Đó là đối với bản 125. Còn đối với bản 150 thì dao động khoảng rơi vào khoảng tầm từ 45 đến 48 nhá. Tùy theo chất lượng xe bạn Hiếu nhá. Thì tí mình sẽ sang nhà 62 mình quay luôn cho bạn Hiếu xem Amplet nhá. Lê Minh Hiếu đây rồi. Hiếu có hỏi là bản 125 biển tỉnh. Hiếu ơi, nếu mà 125 biển tỉnh thì hợp lý thôi. Hiếu ạ, thì dao động khoảng tầm từ 31 triệu đến khoảng tầm 33.500.000 Hiếu nhá. Thì nếu mà Hiếu muốn mua biển tỉnh nào, nếu mà mình mua được con nào mà đúng tỉnh Hiếu thì tốt nhất Hiếu nhá, thì mình sẽ gửi ảnh cho Hiếu xem luôn. Hiện tại thì mình đang có chiếc xe biển số 37 đấy. Biển số 37 hay là anh nhận để tí mình sẽ xong mình quay lại cho Hiếu nhá. Thì tùy theo phiên bản, nếu mà đối với bản Nelson thì nó đắt hơn một chút, rơi khoảng tầm 35 triệu Hiếu nhá. Ở đây có bạn anh Hoàng muốn hỏi về xe Liberty đấy ạ, nhưng mà anh Hoàng thì cho mình xin rõ hơn về nhu cầu của Hoàng nhá. Ví dụ như là tầm giá khoảng bao nhiêu này, hoặc là đời như thế nào này, màu sắc biển số ra làm sao. Bạn Hiếu vẫn hỏi là có biển Hưng tỉnh Hưng Yên. Ok bạn Hiếu nhá, thì có con nào biển Hưng Yên thì mình sẽ gửi cho Hiếu luôn nhá Hiếu nhá. Xin chào Văn Khánh Ngô Quyết Ni nhá. Xin chào Khang Nguyễn. Alo. Văn. Mọi người ơi, mọi người có câu hỏi gì thì mọi người cứ nhiệt tình comment lên nhá. Xin chào 16 người đang xem ạ. Ở đây thì cơ sở siêu thị xe máy Hoàng Kiên của bên mình thì có 3 cơ sở chính để là 52, 62 và 64. Thì mọi người qua mọi người có thể dễ dàng thấy khi mà mình đi ở trên con phố Chùa Hà ấy, thì để bên mình có thể phục vụ tốt nhất thì các bạn hãy liên hệ trước với fanpage đang phát trực tiếp, hoặc là lên trên website để lấy số điện thoại thì để cho bên mình có khả năng chăm sóc khách hàng tốt nhất nhá. Tiếp theo bạn
À, bạn Lê Minh Hiếu muốn nói hỏi về tỉnh Hưng Yên, là bến xe tỉnh Hưng Yên, thì lát nữa mình Để tí mình sẽ sang bên nhà 62 mình xem có em với chữ Lê nào Minh. biển 89 thì mình sẽ quay cho bạn Lê Minh Hiếu xem nhá. Tiếp theo là một dòng xe nữa ở cơ sở số 52 Chùa Hà, là một dòng xe cao cấp khác là Vespa LX ạ. Thì anh Huy giới Vespa thiệu lấy. qua một chút về dòng Vespa LX của bên mình nhé. Ok. Đây vòng Vespa lấy thì mình đang để bên tay phải mình đây thì có rất là nhiều chiếc Vespa lấy bên mình mới về các bạn nhá. Thì đặc biệt thì có chiếc xe màu bên này chiếc xe màu 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 ánh Đồng ánh ánh đồng các bạn này rất là đẹp này, biển số 29B1 này 47 7 à 41777 41777 xe biển tam hoa luôn 817 đấy. nhá. Thì chiếc xe này mình đang bán là 21 triệu đời hai cuối 2012 nhá, phiên bản 3VE các bạn nhá, để rất là êm rồi. Đấy thì bạn nào ưng chiếc xe này thì có thể qua bên mình xem mà giá tốt nhất cho các bạn là cái xe này mình đang có giảm giá còn 20 triệu 200 thôi. Còn để cho các bạn là 19 triệu 200 các bạn nhé. Chỉ có 19 triệu 200 là mình có thể sở hữu được một chiếc xe 3VE rồi nhé. Màu rất là đẹp. Còn nếu mà các bạn nào ưng thì qua đây mình sẽ fix thêm cho một chút nữa nhé. Đây là chiếc xe 3VE đời cuối 2012 các bạn nhé. Đăng ký 2013 rồi các bạn nhé. Đấy thì còn một chiếc xe đời 2015 nữa các bạn này. Đây màu xanh. Mình đang niêm yết với giá là 25 triệu đây. Chiếc xe màu xanh 25 triệu 500. Đấy màu xanh cũng rất là khá là đẹp. Đấy. Để cho các bạn là 23 triệu 800 nhé, 23 triệu 800 chiếc xe này đấy, đời 2015 nhé, rất là đẹp, 3VE các bạn này, màu xanh rất là đẹp đấy. Có bạn Hà Trần Trung Trường ạ. Hà Trần Trung Trường muốn hỏi là Airblade đời 2021 cũ tầm 35 triệu màu đen thì có không ạ? Hà Trung Trường, nếu mà đối với giá tầm 35 triệu mà phiên bản 2021 thì mình sẽ có thể mua được nhé, nhưng mà mua được biển tỉnh bạn Hà Trần Trung Trung Trường nhé. Thì dòng tầm 35 triệu thì mình sẽ mua một thì còn Hà Nội thì bạn phải nhích lên một chút rơi vào khoảng tầm từ 38 đến 39 triệu bạn nhá. Và có những xe đặc biệt mà nếu mà người ta vừa mua xong đi vài trăm km thì nó phải lên tầm hơn 40 triệu một chút bạn Hà Trần Trung Trường nhá. Xin chào bạn Hà Thầu. Xin chào Hòa Bình đã tới nhá. Ở bên ngoài kia thì bên mình vẫn còn để xe máy ở ngoài bên ngoài mặt tiền Có rất nữa. nhiều. Mình sẽ ra ngoài này mình quay bạn xem vài chiếc xe SH bên ngoài khu vực 52 nhá. Đây ở đây là khối văn phòng của bên mình ạ. Thì khi mà mọi người mua xe thì mọi người sẽ vào đây để xem qua về giấy tờ nhé. Giấy tờ thủ tục pháp lý này thì bên mình cũng có là thủ tục sang tên đổi chủ nếu như mà các bạn mua xe bên mình và có nhu cầu nhé. Đây là chiếc xe SH màu đen phiên bản Datsun 2019 các bạn này, rất là hot đây. Thì trong các buổi livestream lần trước mình đã quay rồi nhưng mà bạn nào chưa xem được thì hôm nay mình sẽ nói lại các bạn xem nhé. Chiếc này là chiếc xe SH 2019 phiên bản 150 phanh CVT màu đen sần, biển số 17 nhé các bạn nhé, biển số 17 B8 này 40013 này, rất là mới, còn rất là mới các bạn nhé. Đấy thì trong buổi livestream lần trước thì mình cũng để các bạn giá tốt nhất là 91 triệu 800 các bạn nhé. Đấy, giá rất là hợp lý, nếu các bạn nào mua về để sang bên tên biển Hà Nội thì còn vẫn vẫn còn rất là hợp lý nhá, vì sang tên Hà Nội thì chỉ rơi vào khoảng tầm 100 tròn thôi các bạn ạ. Đấy mà lại được chính chủ tên mình, vì khi mình mua nếu mà con này là biển Hà Nội thì cũng phải rơi vào khoảng tầm 100 102 triệu rồi các bạn nhé. Đấy, đầy đủ hai khóa hai gương các bạn nhé. Đấy, xe còn rất là mới. Nếu bạn nào đang cần mua chiếc xe SH Datsun thì có thể qua xem chiếc xe này bên mình các bạn nhé. Đây là chiếc xe SH bên mình mới về 2019 này. Xe màu rất là đẹp ạ, màu đen nhám. Cũng là chỉ có một chiếc duy nhất ở Đúng rồi. cơ sở mình thôi anh nhỉ? Đúng rồi, vì dòng này hiện tại nó đang rất là hiếm các bạn ạ, rất là ít xe trên thị trường nhá. Các bạn nào đang cần SH 2019 thì có thể qua xem chiếc xe này các bạn nhé. Ngoài ra thì bên mình còn rất là nhiều xe SH khác nữa. Thì mọi người rất mong là mọi người có thể dành chút thời gian để qua cơ sở số 52 Chùa Hà chọn mua cho mình được chiếc xe duy nhất nhé. Xin chào bố Nam Khánh Hân, xin chào Hoài Thu Nguyễn ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua đến cơ sở thứ hai. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua đến cơ sở thứ hai là cơ sở 62 Chùa Hà nhé. Ở đây thì bên mình cũng để rất là nhiều dòng xe khác tầm trung như là Everblade này, Honda Lead Vision này, hay là cả những chiếc xe số, xe 50 phân khối nữa, rất là đa dạng sự lựa chọn cho các bạn. Thì mời các bạn và anh Huy sẽ theo các bạn sẽ theo chân mình và anh Huy qua đến cơ sở số 62 Chùa Hà nhé. Đây, mình xin mời các bạn sang bên địa chỉ 62 Chùa Hà để mình xem outlet nhé. Cơ sở số 62 Chùa Hà thì cũng nằm ở một vị trí rất là đắc địa ở ngay đối diện cổng chợ xe máy cũ.
nào mọi người đi mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy á. Ngày siêu thị xe máy Hoàng Kiên là cũng có kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề xe máy cũ rồi. Nên là về chất lượng và độ uy tín thì mọi người cứ yên tâm nhé. Về bạn, xin chào bạn Thế Dân ạ. Xin chào Cường Violet. Anh bị mất mạng rồi. Cường Violet ạ. À, xin chào Cường Violet. Cường Violet có muốn hỏi là tư vấn giúp em xe ga tài chính khoảng tầm 15 triệu anh ạ. Bạn Cường à. Xin chào bạn Cường Violet nhá. Thì đối với xe ga tầm 15 triệu thì nếu mà đối với dòng Honda nhá thì Cường Violet có thể chọn dòng Click hoặc là dòng Vision nhá. Đấy, còn đối với hoặc là dòng lít khoảng tầm 110 là bạn có thể mua được rồi nhá. Còn đối với dòng Yamaha thì mình sẽ có những dòng xe Noza thường nhá, hoặc là dòng xe Novo bạn nhá, tùy theo là nhu cầu sử dụng của mình. Thì bạn Cường Violet thì cho mình xin lại số điện thoại nhá, nếu mà sau buổi livestream hay là mà mình sẽ đi lại cho bạn và mình sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn Cường Violet xem nghe nhá. Bạn bạn Hà Trần Trung Trường, anh review xe Everest 2021 màu đen. Ok bạn Hà Trần Trung Trường nhá. Đây mình sẽ qua trực tiếp cho bạn một chiếc xe Outlet đời 2021 đây. Đấy, trực tiếp chiếc xe màu đen nhá. Đây chiếc xe màu đen mình mới về mà này. Đấy, giá phải tầm trên, đối với biển Hà Nội thì tầm trên 40 triệu một chút nhá. Đối với chiếc biển 17 này thì bên mình đã đặt cọc rồi. Nên có một bạn hỏi là biển tỉnh nhỉ? Bạn ở trên đầu livestream muốn hỏi là có một chiếc xe. Đây mình sẽ ấy lại bạn bạn đặt dàn giáo hỏi là chiếc xe SH biển tỉnh thì mình có một chiếc xe biển 17 đây nhưng mà mình mới bán mất rồi. Thì đặt dàn giáo cố gắng chờ một thời gian nhé, thì mình sẽ mua chiếc nào biển tỉnh mình sẽ bạn điện cho bạn đặt dàn giáo luôn nhá. Thì hôm nay mình sẽ quay cho bạn xem chiếc xe LED màu đen đời 2021 này. Đấy, chiếc xe này thì được trang bị động cơ 125cc nhá, rất là khỏe rồi. Đấy, đặc biệt là nó sẽ có phiên bản 150 đấy nhá. Phiên bản 150 thì nó sẽ cải tiến hơn 125. Đây mình sẽ quay cho bạn hai chiếc xe này, đây là chiếc xe 125 và đây là chiếc xe 150 này. Về ngoại hình thì mình hôm nay mình sẽ review cho bạn Hà Đà Trung Trường nhỉ. Thì để mình phân biệt giữa hai dòng xe LED này nhá, để cho bạn Hà Trần Trung Trường có sự lựa chọn thích hợp nhất nhá. Đối với dòng 150 thì cũng được trang bị động cơ giống như 125 động cơ, nhưng mà đường về mặt cc thì nó sẽ cao hơn, là 150 thì nó sẽ khỏe hơn nhá. Còn về ngoại hình là giống nhau gần như là 100% bạn nhá, chỉ khác nhau vì màu sơn thôi các bạn ạ, về sự khác nhau vì màu sơn thôi. Còn về phần động cơ là dung tích nó cao hơn, và thứ hai nữa là được về đối với bản 150 sẽ được cải tiến hơn bản 125 ở chỗ là sẽ được trang bị phanh ABS đấy các bạn này. Đây là phanh ABS của bản 150 này. Đấy, còn đối với bản 125 thì được trang bị phanh CBS nhá. Bản 125 không có ABS các bạn nhé. Đây là bản 125 là chỉ được trang bị phanh CBS thôi. Còn đối với bản 150 thì được cải tiến lên là phanh ABS đi an toàn hơn, là đi phanh nó sẽ an toàn hơn các bạn nhé. Còn về ngoại hình là như mình nhìn tổng thể là giống nhau 100% các bạn nhé, không có khác nhau gì nhiều. Đấy, chỉ khác nhau về một tí một cái mặt nạ các bạn. Đây cái mặt nạ của 125 thì nó sẽ ngắn hơn này, nó sẽ không có độ gồ ra. Còn đối với 150 thì nó sẽ dài ra một chút các bạn nhé, dài ra một chút thôi. Đấy, đây là ba chiếc xe 150 của bên mình đây các bạn nhé. Đấy, nó dài ra một chút thôi, nó chỉ khác biệt về một ngoại hình một tí như thế thôi. Còn tất cả từ cái nắp, từ cái mặt đồng hồ, tất cả là giống nhau 100% các bạn. Về mình như mình quan sát là không gì khác biệt cả. Đó là về các dòng LED của 2550 nhá. Các dòng LED tem thôi các bạn nhá. Tem mà không thông số nó khác nhau. Đây là các dòng LED còn này. Trong này làm được để cái dòng LED đời thấp hơn các bạn này, đời 2018, 19, đời 2014, 15. Thì lúc này có một bạn hỏi LED 2015 thì tí nữa mình sẽ quay trực tiếp cái xe chiếc xe biển số 29G đấy cho bạn. Đây đúng ở trên đầu livestream là một bạn hỏi chiếc xe đời 2015 đấy là bạn nào nhỉ? Minh Dương có hỏi em Blade 2019 màu bạc ấy nhỉ? À màu bạc 2019 thì hiện tại bên mình không còn rồi. Thì có chiếc nào màu bạc về thì mình sẽ quay cho bạn Minh Dương xem nhá. Đây có một bạn thôi, bạn nào hỏi LED 2015 nhờ? Bạn LED 2015 là bạn nào nhờ? Sẽ là LED đi đây. Hỏi LED 2015 mà không biết là bạn nào đây, để anh tìm lại nhờ. Thì lát nữa mình gửi ảnh và giá chi tiết vào trong đó nhá. Đây mình quay lại cái LED 2015 biển số 29G cho bạn một bạn hỏi nhá, thì mình sẽ quay trực tiếp cho bạn xem nhá. Đây chiếc số xe LED đây biển số G đây rồi. Chiếc xe này là mình mua của một bạn của bác chủ xe rất là mới các bạn này, nguyên bản 100% ni lông dán cả xe. Biển số 29G1 này 47365 này. Đấy. Chiếc xe này rất là mới nhá, còn rất là mới, hai chìa khóa đầy đủ và được lắp, trang bị cả từ chống trộm nữa các bạn nhá.
đây này, các bạn đây, quay từ đây, các bạn máy rất là tốt, còn zin 100% nhá. Đây, nổ máy lên các bạn nghe này, rất là ok nhá. Đấy, máy rất là êm. Đấy, sản xuất năm 2015 các bạn nhá, sản xuất năm 2015. Đấy, chiếc xe này mình để cho các bạn là giá tốt nhất là 28.800 nhá, 28.800. Đấy, chiếc này thì còn rất là mới các bạn nhá. Đấy, xe rất là đẹp, nguyên bản 100% luôn. Hai chìa khóa đầy đủ các bạn nhé, một chìa khóa cho dù lần nào các bạn này còn mới cứng này. Đấy, đầy đủ luôn, chính chủ chiếc giấy. Cái này cốp rất là mới, xe rất là ok. Các bạn nào đang muốn mua chiếc LED 2015 thì có thể qua xem chiếc xe này các bạn nhé, biển số 29G1 47365, giá là 28.800 các bạn nhé. Đằng sau đây là khu vực bảo hành xe bên mình đây, bạn nào mà mua xe bên mình mà có vấn đề gì thì các bạn có thể qua bên mình xem sửa chữa nhé, để kiểm tra các bạn. Bên mình là có đội thợ bảo dưỡng xe là sẵn sàng phục vụ khách hàng nhé. Đối với dòng các xe bên mình. Còn đây là anh Hợp Đơ nha. Tiếp theo thì mình và anh Huy sẽ dẫn các bạn lên đến tầng thứ 2 của cơ sở 62 nhé, là nơi để các dòng xe tay ga tầm trung này, xe tay ga dành cho nữ như là Honda Lead này, Vision này, Noza này. Bên mình cũng bán được rất là nhiều xe ở bên tầng 2 các bạn ạ, nên là hiện tại đang rất là trống. Thì mình đang ở khu vực xe Lead đây. Đấy, trong Lead này thì mình đang rất là nhiều dòng mới về này. Đặc biệt là cũng như là trước là mình có chiếc Lead 2021 đây các bạn này. Cái giá rất là hợp lý thôi. Trước này thì mình đang bán trên 40 triệu một chút thôi nhá, tầm khoảng 43.500. Thì bạn nào mà đang cần mua xe Lead thì có thể qua xem chiếc xe này bên mình nhá. Thì các bạn là 43 triệu tròn nhá. Chiếc xe Lead đời 2021 nhá, biển số 29B2. Đấy, 11918 các bạn nhé, rất là mới. Còn bên trong này thì mình để các dòng xe Grande, dòng Janus cũng này, Vision nữa các bạn nhé, rất là nhiều. Xin chào để... Olala, xin chào Tâm Nguyễn, xin chào Hòa Võ nhá. Đây thì hôm nay bên mình bán khá là nhiều xe ở trên tầng rồi nên là không gian đang hơi trống. Ở bên trong này còn có những cái dòng xe Vision này. Về dòng xe Vision thì là rất là nhỏ gọn, bền bỉ chắc chắn. Đây là dòng xe Vision bên mình, các bạn này rất là nhiều. Và đặc biệt mình có một chiếc xe rất là mới các bạn nhé, đời 2021 này, phiên bản Lancer biển số 24 này các bạn này, rất là mới nhé. Mình đang niêm yết là 33.200.000. Đây còn để cho các bạn là 325 các bạn nhé, 32.500.000 chiếc xe Vision này nhé. Phiên bản 2021, phiên bản cao cấp nhất nhé, phiên bản vành to các bạn ạ, rất là mới. Đấy, phiên bản 2021 rất mới đi, chỉ lăn bánh rơi vào khoảng tầm 2.000 cây thôi các bạn nhé, rất là mới. Bạn nào đang cần mua chiếc xe Vision đời mới thì có thể qua xem chiếc xe này nhé. Đây, chiếc xe này rất là to này, so với Vision đời cũ này. Đấy, được cải tiến rất là nhiều thứ các bạn nhé, từ khung sườn đến máy móc nhé, từ đồng hồ điện tử. Đấy, từ trang bị cải tiến rất là nhiều. Đấy, bạn nào đây mình sẽ bật chìa khóa lên cho bạn xem là đồng hồ này được cải tiến thêm vào đồng hồ điện tử các bạn nhé. Để trang bị cả chế độ Eco tiết kiệm xăng rồi. Đây con này rất là thông minh nhá. Thế được rất nhiều tích hợp rất nhiều tính năng ở trên đồng hồ của Vision. Cải tiến rất là nhiều so với phiên bản đời trước các bạn nhé. Đây, đối với dòng Vision bên mình, đấy là chiếc xe này để các bạn là 32.500 nhé. Còn ngoài bên cạnh mình đây là một chiếc xe 2019 này các bạn này, để các bạn là 29.800. Chiếc xe này là đây là chiếc xe 2019 này các bạn nhé. Đấy, còn rất là mới. Mới chỉ lăn bánh rơi vào khoảng tầm 8.000 km thôi các bạn ạ. Xe chưa rất là đẹp nhé. Chưa có gì xuất sắc cả. Màu vàng sữa, rất là dễ đi, dễ phối. Xin chào nỗi nhớ Phong Nguyễn, Nguyên Đình nhá. Chiếc xe này là 29.800 các bạn nhá, 29.800. Phiên bản 2019 khóa thông minh nhá các bạn nhá. Về phiên bản 2019 thì nó sẽ có 3 phiên bản nhá, một phiên bản là khóa chìa, một phiên bản là khóa thông minh và một phiên bản là phiên bản cao cấp các bạn nhá. Đối với dòng này thì bật thì các bạn bấm vào nút đề nhá. Đấy, xong rồi bật lên các bạn này. Đấy. Xe này còn rất là mới. Đấy, mới lăn bánh là 8.000 km thôi các bạn nhé, đời 2019. Bên mình sẽ bảo hành máy móc các bạn là 1 năm nhé, áp dụng bảo hành 6 tháng và đổ xe cho các bạn trong vòng 7 ngày. Đấy là về chế độ bên mình, còn an ninh nguồn gốc xe bên mình sẽ bảo hành các bạn là chọn đời xe nhé. Còn bên ngoài này thì mình sẽ giới thiệu các bạn các dòng xe Janus này. Bên mình cũng mới về rất là nhiều. Mình có bảo Grand T biển đẹp đấy các bạn ạ. Grand. Thế mình sẽ quay các bạn xem, đây là chiếc xe Janus 2020 đây. Con này màu bạc này. Đấy, bản khóa thông minh nhá.
Bên mình sẽ để cho các bạn trong buổi livestream ngày mai giá tốt nhất là 26 triệu 800 nhé, 26 triệu 800, địa biển số Hà Nội 29Z1 nhé, 67707. Đây là đối với dòng xe Janus 2020 các bạn nhé, màu bạc sần rất là đẹp. Đấy là chiếc xe bên mình mới lăn bánh chỉ 3.500 km thôi. Chiếc xe này mình mới mua hôm được vài hôm thôi các bạn nhé. Đây mình sẽ bật công tơ này các bạn xem, mà chiếc xe này rất là ít này, khóa thông minh này. Đấy, thì rất là tiết kiệm xăng nhá, chỉ ăn xăng khoảng tầm 1.8 lít/100 cây thôi các bạn nhé. Đây là công nghệ mới nhất của Yamaha rồi nhé, động cơ bục Bloco rồi các bạn ạ. Đấy mà đi rất là khỏe, động cơ 125 các bạn nhé. Động cơ 125 được trang bị đồng hồ điện tử, full điện tử hết rồi. Đấy, rất là thông minh rồi. Đấy. Xin chào Tô Tuyên nhá. Bên cạnh thì có dòng xe Click thì rất là phù hợp với những người mà tài chính khoảng tầm từ 15 triệu đổ xuống rồi ạ. Đây là cái dòng xe Click mình đang còn hai chiếc các bạn này, dao động khoảng tầm từ 11 đến 13 triệu thôi các bạn nhé. Đây là dòng xe Click từ đời 2011 các bạn nhé. Đây, bên mình. Còn đặc biệt nữa thì mình mới mua về chiếc xe Grand đây, mình rất là đẹp. Nếu bạn nào đang cần một chiếc xe biển đẹp nhá, xe còn mới còn tốt, đời 2018 màu đen sần này các bạn này, sơn zin 100% nhá, 99 gì nữa. Đấy, chiếc xe này mình mua là 100% sơn zin luôn, bóc ni lông ra cả xe các bạn nhá, đấy rất là đẹp này. Phiên bản 2018, phiên bản đen sần, phiên bản cao cấp nhất các bạn nhá, được trang bị khóa định vị rồi, khóa to rồi các bạn nhá, cốp rất là to này, mình sẽ quay cốp bạn xem này, cốp này rất là to. Đấy. Các bạn nên được đồ thoải mái nhé, bảo hành cho các bạn là 1 năm thì máy nhé. Và đặc biệt là chiếc xe này biển số Ba Đình, nhưng mà biển rất là đẹp nhé, biển số Tam Hoa 92333 các bạn nhé, 29B1 biển Hà Nội Tam Hoa. Đấy, chiếc xe này là biển Ba Đình các bạn này, biển Ba Đình, biển rất là đẹp. Đấy, bạn nào đang cần một chiếc xe biển đẹp mà đang đi thích đi dòng xe Grand này thì qua bên mình xem chiếc xe này nhé, chiếc xe này mình mới về. Đấy, đi rất là tiết kiệm xăng, cũng chỉ 1 lít 6 đến 1 lít 800 cây thôi. Đấy mà rất là nhẹ nhé, chiếc xe này trong lượng bản thân của nó chỉ có 99 cân thôi các bạn nhé. Chiếc xe này là dành rất là phù hợp cho chị em phụ nữ này, đi rất là nhẹ nhàng, và thứ hai là tiết kiệm xăng, thứ ba là rất là tiện nghi nhá. Bạn Tô Tuyên, chị Tô Tuyên thì chiếc xe này thì nếu trong buổi livestream ngày hôm nay thì mình sẽ để giá tốt nhất là 29.800 nhá, 29.800 cho chiếc xe này nhá, giá rất là hợp lý so với xe mới, với xe mới giờ đăng ký vào rất là đắt nhá, rơi vào khoảng tầm trên 50 triệu đối với xe mới nhá. Cái chiếc xe này em bán để cho chị là 29.800. Đấy, biển rất là đẹp, biển Yến 233. Và mình cũng chia sẻ một cái nữa là đối với biển số này thì bên mình sẽ, bên bạn các bạn mua sẽ không mất tiền biển nhé, vì tiền biển này mình bán đến giá biển bình thường các bạn nhé. Xin chào Duy An nhá, xin chào Quách Thành Sao, xin chào Lily nhá. Còn bên trong này là mình đang để cái dòng xe Jeep các bạn này, dòng xe Jeep màu trắng màu đỏ rất là nhiều. Dòng Jeep xe Lít 110. Chưa. Nó mất rồi. Ừ. Đẹp không? Xin chào Lê Quang, Lào Tào Phào. Tào Phào mình nhớ là livestream lần trước vừa gặp Lào Tào Phào xong nhỉ. Không biết là Lào Tào Phào đã qua siêu thị xe máy Hoàng Kiên để xem xe trực tiếp chưa nhỉ? Bạn mà qua thì đặc biệt là bên mình sẽ tặng cho bạn một lần thay dầu xe miễn phí nhá, và voucher giảm giá xe nữa ạ. Xin chào Lê Quang. Ở đây thì ngoài những cái dòng xe Lít đời mới thì bên mình cũng có cả những dòng xe Lít đời trước, và giá xe thì nó cũng khá là mềm đấy nhở. Dòng xe Lít đời trước thì chỉ dao động khoảng tầm từ 11 đến khoảng tầm 17 triệu các bạn nhé, tùy theo chất lượng xe và phiên bản nhé. Thì đối với dòng 2011-12 thì dao động khoảng tầm từ 13 đến khoảng tầm 17. Còn đối dòng The Lead từ 2010 đến từ 2009 đến 2010 thì dao động khoảng tầm từ 10 đến 12 các bạn nhé. Đấy là tùy theo chất lượng của xe. À, tiếp theo thì mình di chuyển lên đến tầng thứ 3 của cơ sở 62 Chùa Hà mọi người nhé. Thì ở trên này là bên mình để những cái dòng xe Exciter này, Winner này. Đây. Mời mọi người theo chân mình và anh Huy qua lên tầng thứ 3 nhé. Đối với những bạn mà đam mê xe tốc độ thì đây hai dòng xe này là sự lựa chọn rất là hợp lý. Tại vì là về độ thể thao nam tính và độ bền bỉ cũng rất là cao. Đây chúng ta đã lên đến cơ sở thứ 3 rồi. À, lên đến tầng thứ 3 rồi, xin lỗi mọi người nhé. Ở đây thì các bạn có thể thấy là bên mình để rất là nhiều xe dòng Exciter và Winner.
Dạo gần đây thì mình cũng thấy rất là nhiều bạn có nhu cầu và muốn hỏi về hai dòng xe này. Xin chào các bạn nha. Mình hiện tại mình đang có mặt tại địa chỉ cơ sở thứ 262 Trần Cầu Giấy trên tầng 3 rồi. Thì trên này mình đang để các dòng xe Exciter và Winner rất là nhiều này. Thế thì bạn nào đang có nhu cầu cần chiếc xe nào thì cứ comment nhé. Còn mình sẽ giới thiệu qua các bạn các dòng xe Exciter bên mình đây. Hiện tại thì mình đang có 3 chiếc xe Exciter 155 phiên bản VGA nhé, khóa thông minh các bạn rất là nhiều đây. Thì dao động chỉ rơi vào khoảng tầm từ 42 đến 45 triệu đó các bạn nhé, tùy theo biển số. Còn đối với chiếc xe biển số 29V5 này 62625 đây thì mình đang niêm yết là với giá là 465 nhé. Còn để cho các bạn mình thấy cân giá tốt nhất cho các bạn thì lần trước mình cũng đã nói qua chiếc xe này rồi, chiếc xe này biển rất là đẹp. Đây mình sẽ xem là 62625 biển rất là đẹp, dễ nhớ nữa. Đấy thì mình để các bạn là giá là 45 triệu 500 các bạn nhá, 45 triệu 500 thì rất là mới các bạn ạ, đời 2021 nhá. Đây là chiếc xe Exciter 455 bên mình tiêu biểu đấy. Còn đây là các dòng xe Winner X này. Hiện tại thì các dòng xe Winner X bên mình thì đang có sale rất là mạnh đấy. Thì các bạn nào mà đang ưng chiếc xe nào mà trên website ấy thì các bạn cứ comment biển số chi tiết nhé. Thì mình sẽ cân đối giá tốt nhất cho các bạn với dòng Winner X nhé. Vì hiện tại dòng Winner X là bên mình đang có chương trình là sale trực tiếp. Nếu bạn nào comment nhé thì bạn cứ comment những cái dòng cái biển số đang bạn thích, giá bên đấy bên trên đấy mình để thì nó hơi cao so với thị trường hiện tại bây giờ. Thì bạn nào mà đang ưng chiếc xe nào thì bạn các bạn cứ comment trực tiếp thì mình sẽ sale hết 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 sức cho các bạn nhé. Đây là đối với dòng xe Winner nhé. Còn bên trong kia thì các dòng Winner V1 cũng đang sale rất là mạnh. Thì bạn nào đang ưng dòng nào thì các bạn cứ comment nhé. Còn bên trong này thì mình đang có các dòng xe Exciter 2017, 2018 các bạn này rất là nhiều này. Đây mình sẽ bật để các bạn xem các dòng xe Exciter đời thấp hơn một chút. Đây hôm nay còn nhiều lắm. Đây là các dòng xe Exciter từ 2018, 2019, 2020 các bạn nhé. Đây có các dòng xe Exciter 2020 bên mình đây, có một chiếc xe màu trắng đỏ rất là mới này. Đấy chiếc xe này mình đang bán trên 40 triệu một chút thôi. Đấy thì bạn là biển số Hà Nội nhé, 29X188717. Đấy còn rất là mới. Đấy, thì không biết là có bạn nào có hỏi nào thì các bạn cứ comment nhé. Có bạn Hữu Đạt bạn hỏi là em có Way Alpha đời 2013 năm 100 phân khối 100 biển Hà Nội, em đang muốn đổi lên Way 2019 2020 thì bên mình giao dịch không ạ? Giá cả khoảng bao nhiêu ạ? Bạn Đạt à? Vâng, bạn Hữu Đạt ạ. Xin chào Hữu Đạt nha. Đối với câu hỏi của bạn thì đối dòng xe Way A đời 2013 ấy thì cũng tùy theo chất lượng xe nhá. Bên mình sẽ mua cho bạn dao động từ khoảng tầm 10 triệu đến 12 triệu nhá, tùy theo chất lượng xe. Đối với chất lượng đặc biệt thì có thể mua đến cho bạn 12 triệu được, còn nếu mà chất lượng bình thường thì rơi vào khoảng tầm từ 9 đến 10 triệu nhá. Còn đời VA đời 2019 hay 2020 bên mình ấy thì sẽ dao động rơi cho bạn giá rơi vào khoảng tầm từ 16 triệu 500 đến khoảng tầm 17 triệu 800 nhá, tùy theo chất lượng xe. Thì hiện tại mình cũng tí mình sẽ lên tầng 5 mình giới thiệu qua bằng chiếc xe VA đời 2020 màu xanh xanh cửu long ấy, à không phải xanh cửu long, xanh xanh dương, rất là đẹp. Đấy mới đi chỉ lăn bánh 8.000 km thôi mình mới mua về. Thì để cho nếu mà bạn ưng chiếc xe đấy thì để cho bạn là 17 triệu 500 nhá. Đấy còn rất là mới. Thì tí nữa mình sẽ lên mình quay bạn xem biển số Hà Nội nhá. Thì ngay trên tầng 5 thôi. Thì các bạn hãy theo dõi tiếp livestream nhá. Thì lát nữa mình và anh Huy sẽ giới thiệu xe cho các bạn ở trên tầng 5. Xin chào Cún Hạnh, xin chào Hải Minh Nguyễn, bạn Nguyệt AK. Anh ơi em muốn mua cái xe anh có ship về Hải Dương được không? Xin chào người AK nhé. Đối với dòng về Hải Dương thì bên mình có ship bạn người AK nhé. Thì nếu bạn ưng chiếc xe nào thì cứ comment thì mình sẽ kiểm cho test xe cẩn thận kỹ càng. Sau đó thì mình sẽ gửi cho bạn người AK nhé. Xin chào bạn Phụng Nguyễn ạ. Xin chào 23 người đang xem nhé mọi người ơi. Mọi người hãy like và share để ủng hộ cho siêu thị xe máy Hoàng Kiên cũng như là ủng hộ cho mình và anh Huy nhé. Thì với cái giá ở trên livestream nếu như mà các bạn chốt được thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc mà mình mua bán trực tiếp nhé. Thì tiếp theo đây mình và anh Huy sẽ quay lên tầng thứ tư của cơ sở số 62 Chùa Hà nhé. Ở đây thì sẽ để những dòng xe số và những cái dòng xe 50 phân khối ạ. Hải Minh Nguyễn lên SH đi thì lúc nãy mình và anh Huy có quay qua về dòng xe SH rồi. Thì Hải Minh Nguyễn có thể vào website xe máy Hoàng Kiên.com để tham khảo về xe SH nhá. Tất cả các ảnh hình ảnh xe và ở trên đấy đều là ảnh thật bên mình chụp luôn ạ. Và giá xe cũng có để công khai ở trên website luôn Hải Minh Nguyễn nhá.
chúng ta đã đang trên đường đi lên tầng thứ tư rồi ạ. SH 2020 thì giá khoảng tầm bao nhiêu anh nhỉ? SH20 thì tùy theo biển số và phiên bản nhé. Thì đối với dòng 125 thì bên mình sẽ bán dao động từ khoảng tầm 73 triệu đến rơi vào khoảng tầm 78 nhé, tùy theo chất lượng xe đối với bản 125 phanh CBS. Vâng. Còn đối với ABS thì sẽ dao động rơi vào khoảng tầm từ 78 triệu đến khoảng tầm 82 triệu nhé, tùy theo chất lượng xe bản 125. Còn đối với 150 thì bản phanh C thì rơi vào khoảng tầm từ 84 nhé đến khoảng tầm 90 triệu. Đấy, phanh CBS. Biển thì có thể mới hơn thì có thể rơi vào tầm trên 90 triệu một chút nhé. Đối với bản C, đối với bản A thì dao động khoảng từ tầm 95 đến khoảng tầm 102 nhé, tùy theo chất lượng xe bạn nhé. Đây là tầng thứ tư của bên mình rồi ạ, thì cũng để rất là nhiều xe Vision này, Elite này, Everest này, Vespa LX này, các dòng xe Elite này, Mio Classico 50 phân khối, PCX này, Jeep, rất là đa dạng các dòng xe để cho các bạn lựa chọn nhé. Tùy vào giá xe, nhu cầu, tầm giá của mình và nhu cầu của mình là mua xe gì. Thì các bạn hãy đừng ngần ngại liên hệ với siêu thị xe máy Hoàng Kiên nhé. Bên mình có đội ngũ nhân viên tư vấn thì luôn coi khách hàng như là người nhà, người thân để có thể chọn cho khách hàng những chiếc xe phù hợp nhất ạ. Và xe của bên mình thì đều là tất cả các xe đều trực tiếp là qua khâu đầu vào của giám đốc Hoàng Trung Kiên, cũng nghĩa là giám đốc phải duyệt xe, xe không đâm đụng tai nạn này, xe không có hỏng hóc gì này, và không xuất sát hay là ngoại hình của xe ok này, và an ninh, nguồn gốc an ninh của xe đảm bảo thì giám đốc mới quyết định là nhập vào. Nên là các bạn hãy cứ yên tâm về nguồn gốc xe cũng như là chất lượng của xe nhé. Ở trên tầng 4 thì em nghe giới thiệu qua một vài dòng xe đi ạ. Chào các bạn nhé, hiện tại mình đang có mặt tại tầng 4 thì trên này mình để rất nhiều các dòng xe 50cc, dòng Elite này, các dòng xe Jupiter. Và đặc biệt đây là mình trước mắt mình là có một chiếc xe Basic đời 2014 nhé, phiên bản 125 phanh CBS. Đấy là biển số Hà Nội các bạn nhé, biển số 2997 này, 22898. Bên mình đang niêm yết trên website là 29.800 nhé. Cái chiếc xe này còn rất là mới các bạn nhé, màu bạc đời 2014, được trang bị đèn LED rồi các bạn nhé, form mới thôi. Đấy thì nếu bạn nào ưng chiếc xe này đi rất là tiết kiệm xăng, thứ hai là rất là bền nhá, dòng Honda mà. Đấy thì bạn nào mà ưng thì mình sẽ để cho bạn giá tốt nhất là 28.500 các bạn nhé, chỉ 28.500 là mình có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Đấy là đối phiên bản màu bạc sần các bạn nhé, màu bạc sần rất là đẹp này. Phiên bản cao cấp các bạn nhé. Trang bị rất là nhiều tính năng thông minh rồi, cốp rất là to bạn nhé. Đấy, cốp rất là to bạn này. Đấy, có thể chống có thêm tính năng là chống sập nữa. Đấy, chiếc cô xe buýt này được trang bị rất là nhiều công nghệ của Honda. Đấy, đối với cùng đời 2014 thì chiếc xe này được trang bị rất là nhiều tính năng thông minh rồi các bạn nhé. Đấy, bên trong này thì mình đang có chiếc xe màu đỏ, các bạn ạ, tắt hơn một chút. Mình đang niêm yết với giá là 31 triệu. Thì bạn nào ưng thì có thể qua chiếc xe màu đỏ này nhé. Chiếc xe màu đỏ này còn mới lắm. Đấy, mình quay lại xe màu đỏ đây. Đó, chiếc xe màu đỏ này cùng đời các bạn này, 2014 mình đang niêm yết là 31 triệu. Đấy, nhưng để cho các bạn là 29.500 nhé. Chiếc xe màu đỏ này còn rất là mới. Đấy, chiếc xe màu đỏ cũng đời 2014 các bạn nhé. Nhưng mà được về ngoại hình thì nó rất là đẹp. Đấy, được màu sơn màu đỏ và bóng các bạn này, đỏ bóng. Và màu sơn sần thì sẽ được dán carbon nhé. Đây là chiếc xe màu đỏ 2014 bên mình đây. Đấy, là rất là nhiều dòng xe basic của bên mình về mới về. Giá rất là hợp lý nhé, đây là tất cả là giá mới hết rồi các bạn nhé. Giá mới hết rồi các bạn này, đây, yên cũng chống sập các bạn này. Đấy, rất là hiện đại. Và biển số xe cũng rất là đẹp, 71515. Chiếc xe này biển thì rất là dễ nhớ. Dễ nhớ. Đây, mình sẽ bật lên các bạn xem màn đồng hồ được trang bị rất là nhiều tính năng thông minh này. Đồng hồ điện tử này, cục tơ mét quay ngược các bạn ạ. Đây là dòng xe basic bên mình đấy. Mới lăn bánh khoảng tầm hơn 1 vạn km các bạn nhé. Đây là... Đấy, được trang bị rất nhiều tính năng thông minh, có cả đồng hồ giờ, mình sẽ rất là tiện nghi khi mua chiếc xe này nhé. Chở được rất là nhiều người, các bạn, xe rất là dài và đi đường trường rất là trường xe. Và đặc biệt là với tính năng của chiếc xe này thì được trang bị động cơ 125cc nhưng mà bình xăng dung tích lớn các bạn nhé, rơi vào khoảng tầm 7.8 các bạn ạ. Thì mình đi nó rất là, với hai cái dòng này rất là tiết kiệm xăng. Đấy, rơi vào khoảng tầm 1.8 đến khoảng tầm 2.2 thôi, tùy theo cung trường bạn chạy là đường trường hay là đường nội đô nhé. Thì cái xe này một lần mình đổ xăng sẽ đi được khoảng tầm 400 km các bạn nhé, tầm 400 km thì mới hết xăng thôi. Thì là mình mỗi lần mình đổ xăng thì rất là yên tâm, đi rất là đầm. Và thiên về đường trường các bạn nhé, thiên về khi mình đi xa thì tay lái rất là thoải mái, và khi ngồi tư thế ngồi rất là thoải mái các bạn nhé, nên là đi xa nó rất là ok. Thế là dòng xe này sẽ thiên về đường trường nhiều các bạn ạ. Nhiều người cứ nghĩ là cái xe này to nên đi trong phố rất là khó, nhưng mà không ngược lại nhé, mình đã từng trải nghiệm rồi các bạn ạ, nên là đi rất là ok thôi, không vấn đề gì cả. Đấy.
đi rất là nhẹ, tay lái rất là nhẹ và hai rất là bền, gần như là không có hỏng vặt gì trong quá trình mình sử dụng cả, chỉ có thay dầu mới định kỳ thôi các bạn nhé. Đối dòng Honda. Có bạn Hoàng Hồng muốn hỏi về Vision đời 2015 ạ. Xin chào Hoàng Hồng nhá. Đối dòng Vision 2015 thì tùy theo biển số tỉnh thôi. Hiện tại mình đang có một chiếc xe biển 59 đấy. Thì giá rất là hợp lý thôi, dao động khoảng tầm từ 19 đến 20 triệu nhá đối với đời 2015. Còn đối với đời 2015 mà biển số Hà Nội ấy, thì dao động khoảng tầm từ 23 đến khoảng tầm 25 bạn nhá, tùy theo chất lượng xe. Thì Hoàng Hồng đang muốn mua, nhu cầu mua biển số nào thì các bạn comment nhá. Còn nếu mà Hoàng Hồng ưng chiếc xe biển số 59 thì mình để cho Hoàng Hồng khoảng rơi vào khoảng tầm 19 triệu 500 nhá. Mình đang có cho kiểm tra hết rồi, chiếc xe biển 59 rất là mới, màu trắng nhá. Xin chào Út Cà Phê, xin chào Nguyễn Phạm, Nguyễn Việt, Phạm Quang Khánh nhá. Thì tiếp theo mình và anh Huy sẽ di chuyển đến với tầng thứ 5 của siêu thị xe máy Hoàng Kiên số 62 Chùa Hà nhá. Và đây cũng là tầng cuối cùng rồi ạ. Tầng này cũng để rất là nhiều xe. Xin chào Nguyễn Toàn nhá. Hay chúng ta đã lên đến tầng cao nhất rồi. Anh ở Việt tiếp rồi. Anh à? Em lại đi. Xin chào các bạn nhé, hiện tại mình đang có mặt tại tầng 5 rồi các bạn nhé. Tầng thứ 5 là tầng để những cái dòng xe như là NVX này, PCX này, Novo này. Dòng xe có cả Exciter 135 nữa. Và các dòng xe thể thao nữa. Xin không quay à? À quay đi. Đây có một chiếc xe Winnerbix bên mình mới về đây thì mình sẽ quay cho bạn xem nhé. Có một chiếc xe NVX mới về ạ. Winner X. Vâng, như mọi người đang thấy thì bên mình đang có cả bên mình đang có khách hàng mua xe nữa. Thì ngoài những khách hàng mà người Việt Nam thì cũng có cả những khách hàng ngoại quốc cũng rất là tin tưởng bên mình. Thì anh ấy đang chọn mua cho mình một chiếc xe NVX để đi. Ở đây là có xe. Đây là chiếc xe Winner X bên mình mới về các bạn này. Winner X rất là mới nhá. Bên mình đang niêm yết là 31.500. Đấy, chiếc xe này là bên phiên bản 2020 đây, rất là mới. Thì bản phanh CBS nhá. Đấy, còn nếu các bạn nào ưng thì có thể qua xem chiếc xe này nhá. Biển số là 19, biển số Thọ các bạn này, 19N1 29178. Và để các bạn giá tốt nhất trong buổi livestream ngày hôm nay là với giá là 30 triệu tròn các bạn nhé. 30 triệu tròn thì phiên bản đời 2020 rất là mới này. Đấy, biển số 19N1 29178 nhá. Phiên bản 1150 CBS. Còn rất là mới các bạn nhá. Chiếc xe này lúc mình mua là đang dán ni lông cả xe, mình mới bóc ra đấy. Còn mới lắm các bạn ạ. Đây mình sẽ cho các bạn xem công tơ mét đây. Chiếc xe này mới đang bánh vài nghìn km thôi. Nhìn mặt đồng hồ điện tử rất là hiện đại các bạn này. Mới đang bánh là 6100 km các bạn nhá. 6100 km rất là mới nhá. Các bạn đang cần mua một chiếc xe Winner X thì có thể qua xem chiếc xe này nhá, bên mình mới về, giá mới nhất rồi các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp. Đấy, còn đằng sau này thì mình có để cái dòng xe NVX này. À đây, lúc này có một bạn hỏi nhá. NVX. Mình sẽ quay cho bạn xem chiếc xe NVX 125 nhá, 125 màu đen này. Đây 125, chiếc xe màu đen sừng đây các bạn này, 125. Mình đang niêm yết là trên 30 triệu một chút. Đây khoảng tầm 32.500 nhá. Còn Yamaha NVX này. Biển 29X170841, biển Hà Nội các bạn nhé. Chiếc xe này bên mình đang niêm yết là có size là 32.300.000 nhé. Đấy, còn để cho các bạn giá tốt nhất là 31 triệu các bạn nhé, 31 triệu. Đấy, còn rất là mới. Xin có bạn nào hỏi không? Xin chào bạn Nguyễn Toàn. Toàn Nguyễn Toàn có hỏi là quay đầu nhỏ bao nhiêu tiền vậy ạ? Nguyễn Toàn đang muốn hỏi quay 100 à? Quay đầu nhỏ chắc là quay 100 rồi. Quay 100 thì bên mình tùy theo chất lượng xe thôi, thì dao động khoảng tầm từ 10 đến khoảng tầm 15 triệu bạn
bạn gì nhỉ? Nguyễn Toàn. Nguyễn Toàn nhá. Xin chào Mạnh Hoàng nha, xin chào Minh Vũ. Xin chào Minh Vũ. À, về dòng xe Novo à, dòng xe thể thao thì mình bên mình cũng có chiếc xe này nhỉ. GSX ạ. GSX 150. Đây, bên mình đang mới về một chiếc xe GSX 150 các bạn này, rất là mới phiên bản 2021 này. Mới lăn bánh 1000 km nhá. Bên mình đang niêm yết với giá là 55 triệu. Đấy, nhưng mà bạn nào ưng thì có thể để cho các bạn là giá là 53 triệu các bạn nhé, 53 triệu giá rất là tốt rồi. Và được trang bị khóa thông minh và phanh ABS nhé. Và chiếc xe GX này là siêu mới luôn các bạn này. Đấy, bạn nào mà đang cần thì có thể có bên mình nhé. Đấy, biển số 37, biển Nghệ An bạn ạ, 37L2240901 nhé. Đấy, còn đằng sau này mình đang có cái dòng xe Exciter các bạn này, 135 này, cái dòng xe 2T này, Novo này, Attila rất là nhiều. Đấy, hiện tại thì nhưng các bạn này, tầng 5, đấy, ngoài trời đang mưa rất là to các bạn. Trời cũng đang mưa. Đấy, ở ngoài đang mưa rất là to rồi. Đây có một chiếc xe Way Blade này, bên mình mới mua về nhưng mà chưa rửa dọn thì các bạn nhá. Đây, à lúc nãy mình có một bảo là mình sẽ quay cho các bạn xem một chiếc xe Way A màu xanh 2020. Thì tí mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn xem nhá. Rồi bây mình sẽ quay qua chiếc xe Way Blade trước cho các bạn nhá. Thì chiếc xe này mình để cho các bạn giá tốt nhất trong buổi livestream ngày hôm nay là 13 triệu 800 nhá. Phiên bản 2016 vành đúc phanh đĩa này. Xe này có máy rất là tốt nhé, máy nguyên bản 100% nhé. Có bạn đây. Có bạn Nguyễn đúc. Băng Giang hỏi là anh chị cho em hỏi xem Winner giá dưới 30 triệu màu đen được không ạ? À? Biển 17 thì càng tốt. Nên mình đang có xe Winner nào biển 17 không anh nhỉ? Winner á? Vâng. Chiếc xe kia là biển 19 nhỉ? 19 Phú Thọ. Ờ, biển 19 nhá. Nếu mà bạn ưng chiếc xe đấy thì để cho bạn là 29 triệu 800 nhá. Bạn Nguyễn Băng Giang. Bạn Nguyễn Băng Giang nhá, chiếc xe Winner X phiên bản 2020 đấy nhá. Bạn Hữu Đại có hỏi có nói là cho xem cho anh cho em xem con Way A anh vừa bảo xem. Đây. Cái xe Way A mà mình bảo cái bạn đại. Đầu nhỉ? Hữu Đại. Vâng. Nguyễn Đại ơi, đến cho xe 2020 luôn đấy, mình bảo bạn là màu xanh đây. Thì mình đang qua trên tầng 5 rồi. Thì mình quay trực tiếp cho bạn xem luôn nha, cho xe này mình cũng chưa rửa gì nhá. Cái xe này thì còn rất là mới này. 2020 mới lăn bánh là 8000 km thôi các bạn nhá. Màu xanh mình sẽ phân biệt bạn đời 2020 này, biển sẽ có tem năm sản xuất ở đây nhá, à cái tem năng lượng đây. Còn mình sẽ đọc cho bạn biển số đây 29L đây. Biển số 29L5 này 44217 nhá. Để cho bạn là 17 triệu tốt nhất nhá là 17 triệu 400. Đã nhá, 17 triệu 400. Chiếc xe này là đời 2020 nhá. Còn rất là mới, không phải làm gì cả, về chỉ có rửa lên thôi bạn ạ. Mới lăn bánh 8000 km thôi. Đấy, để cho bạn giá tốt nhất là 17 triệu 400 nhá, giá rất là hợp lý rồi. Trong thời điểm hiện tại nhá, biển số Hà Nội nhá. Này rất là mới, bạn nhìn lốp này, còn dày mình này, hai hàng dâu còn nguyên nhá. Đấy, thì chỉ cho các bạn là giá cho buổi livestream ngày hôm nay thôi bạn nhá, là 17 triệu 400 nhá, giá rất là tốt các bạn nhá. Xin chào Nguyễn Thông, xin chào Bảo Phong nhá. Anh Huy ơi, tiếp theo thì mình sẽ qua đến cơ sở cuối cùng thôi nhá, cơ sở số 64 chùa Hà nhá. Nơi này thì sẽ để chủ yếu là những cái dòng xe Way, rất là bền bỉ và giá cả phù hợp. Xin mời các bạn theo chân mình và anh Huy qua đến cơ sở cuối cùng nhé. Giới thiệu qua về siêu thị xe máy Hoàng Kiên thì chắc là mọi người cũng đối với những cộng đồng mà yêu thích và hay lựa chọn mua xe máy cũ này, xe đã qua sử dụng thì siêu thị xe máy Hoàng Kiên là một cái tên không thể thiếu rồi. Tại vì siêu thị xe máy Hoàng Kiên hay đã có kinh nghiệm lâu năm là hơn 20 năm trong nghề, và bản thân đích thân giám đốc Hoàng Trung Kiên của bên mình là rất có tâm huyết với nghề và luôn luôn là, tuy là cơ sở doanh nghiệp đã lớn mạnh như thế này rồi nhưng mà rất là nhiều xe, nhưng mà lúc nào cũng là bản thân là chú Kiên phải đứng ra và lựa chọn xe và lựa chọn những cái gì chất lượng nhất để mua vào, để đem đến cho khách hàng những cái sản phẩm tốt nhất, để không để đảm bảo uy tín cũng như là mang giá trị sử dụng lại đến với khách hàng. Và các bạn cũng đừng quên là siêu thị xe máy Hoàng Kiên thì luôn luôn là có chế độ bảo hành đi kèm khi mà các bạn mua xe,
bảo hành 6 tháng về máy, 1 năm về ác quy, chọn đời về an ninh và bao tết đổi xe miễn phí trong vòng 7 ngày. Ngoài ra thì các bạn nếu như mà có nhu cầu sang tên đổi chủ hay cần hỗ trợ về thủ tục pháp lý thì bên mình luôn luôn sẵn sàng là đồng hành với các bạn nhé. Và phương châm mình thì không phải là bán một chiếc xe xong là sẽ xong, mà là sẽ còn đi đường dài với khách hàng, là có ở những chế độ bảo hành hậu mãi nữa. Bà anh Huy ơi, bạn này có cái tên hơi khó đọc một chút, tút tắt à? Bạn có hỏi là xe Winner V1 thì giá như thế nào ạ? Winner V1 thì bên mình chỉ dao động khoảng tầm từ 20 triệu đến khoảng tầm 25 nhé. Tùy theo chất lượng xe thì bạn có muốn mua đời nào và màu gì thì mình sẽ gửi ảnh cho bạn xem nhé. Vâng, thế thì một lát nữa bên mình sẽ có người gửi hình ảnh và giá chi tiết, hoặc là bạn tút tắt có thể là lên website xemayhoangkien.com để tham khảo ảnh xe và giá xe chi tiết nhé. Tất cả ảnh xe của bên mình để đều là ảnh xe thật luôn ạ. Đấy, hiện tại thì mình đang có mặt tại địa chỉ 64 Chùa Hàng Cầu Giấy đây các bạn ạ. Thì bên này mình đang để các dòng xe Way A rất là nhiều này, các dòng Way giấy X này. À, bên mình mới về một chiếc giấy mới lắm, mới đời 2019, tí mình sẽ quay bạn xem nhá. Có bạn Nguyễn Long, bạn muốn hỏi là SH Việt 125 trắng CBS biển Hà Nội bao nhiêu vậy shop? SH Việt 125 trắng, không biết là bạn Nguyễn Long đang muốn hỏi đời nào nhỉ? Thì màu trắng thì bên mình cũng đang hiện lại cũng còn rất là nhiều đời, không biết là bạn đang mong muốn mua đời khoảng tầm bao nhiêu. Thì vì SH thì được dao động từ đời 2012 các bạn ạ, đến 2020 cơ. Thì bạn Nguyễn Long cho mình chi tiết về dòng xe mà bạn đang muốn tham khảo nhé, thì mình sẽ trả lời sâu vào đấy cho bạn nhé. Xin chào Hà Huy Dương, xin chào Dũng Bùi nhé. Anh Huy giới thiệu qua một chút về dòng Way và dòng Dream ở bên này anh nhé. Xin chào các bạn nhé, thì hiện tại mình đang có rất nhiều dòng xe Way và Dream ở đây. Thì mình sẽ giới thiệu qua các bạn một chiếc xe Dream này, Dream 110. Chiếc xe này mới lên đời 2016 nhé, biển số Hà Nội, biển rất là đẹp, biển 29C1 này, 59251. Thì bên mình đang niêm yết là 17.500.000 nhé, còn để cho các bạn là 16.8 này. Nếu bạn nào mua được chiếc xe này thì đi rất là bền các bạn nhé, 110cc, nhưng mà dòng này thì rất là hiếm trên thị trường thôi, là còn ít lắm. Đấy mà được đời chót vào phiên bản này là phiên bản limited các bạn nhé, phiên bản đặc biệt. Đấy, để các bạn là 16.8 nhé. Thì thời lượng pin của mình cũng không còn nhiều, thì mình sẽ qua đây mình quay trực tiếp cho các bạn xem chiếc xe Way ZX nhé. Có bạn Hà Huy Dương, bạn hỏi về xe MSX anh ạ. MSX thì bao nhiêu ạ? Mình thì không có MSX rồi. MSX thì chỉ dao động khoảng tầm trên 20 một chút thôi, dao động khoảng tầm từ 25 đến khoảng tầm 35 bạn nhé. Thì nếu có con nào mình sẽ gửi luôn cho bạn nhé. Đây có một chiếc xe Way ZX đời 2019 mà mình muốn giới thiệu với các bạn đây này. Mình đang biết là 18.800.000, còn để cho các bạn là 18.3 nhé, 18.2 các bạn, 18.200.000. Đây là chiếc xe Way ZX phiên bản đời 2019 nhé, phiên bản FE. Đấy còn rất là mới nhé, phiên bản để trang bị chế điện tử các bạn này. Máy rất là êm. Biển số Hà Nội nhé, biển số là 29P1 biển Cầu Giấy các bạn nhé, 76662. Biển cũng rất là khá là đẹp. Đấy sẽ có 3 tam hoa 6 ở trong biển số các bạn nhé. Đấy thì để các bạn giá tốt nhất là 18.200.000 các bạn nhé. Chiếc xe này thì còn rất là mới, màu rất là đẹp nhé. Đây là chiếc xe Way ZX phiên bản chế điện tử. Bạn Vinh Nguyễn Đình, em ơi có lít 2018 màu trắng không em, giá thế nào ạ? Bạn nào nhỉ? Vinh. Xin chào bạn Vinh Nguyễn Đình nhá. Thì đối với dòng xe lít đời 2018 ấy, màu trắng ấy, thì bên em sẽ dao động khoảng tầm từ 32 đến 34 triệu nhá. Tùy theo chất lượng xe. Thì có chiếc xe nào màu trắng thì em sẽ gửi luôn cho anh nhá. Hiện tại thì em có màu xanh thôi. Đấy còn bên đây là các dòng xe xin rất bên mình đấy các bạn nhá. Dòng xin rất bên mình thì dao động khoảng tầm từ 10 đến khoảng tầm 15 16 triệu các bạn nhá. Đặc biệt có chiếc xe này thì tầm hơn 18 một chút này. Chiếc xe này 2021 các bạn nhá, rất là mới, máy nút phanh đĩa này. Đấy phiên bản chế cơ các bạn nhá. Đấy để cho các bạn giá tốt nhất là 17.8 các bạn nhá. Còn mới lắm các bạn ạ. Đấy. Vâng. Ok, nào xin chào Nam Nguyễn nhá. Thì thời lượng của mình và anh Huy cũng sắp hết rồi, thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi livestream trong suốt thời gian qua nhá. Và hôm nay cũng là một ngày chủ nhật cuối tuần, thì xin chúc các bạn là có một buổi chiều cuối tuần thảnh thơi và vui vẻ nhé. Thì mong là mọi người sẽ tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng với siêu thị xe máy Hoàng Kiên ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn.